Kính chào quý vị khán giả, hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một vấn đề rất là phổ biến, được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong một cái xã hội hiện đại với một cái nhịp sống rất là nhanh như hiện nay, đó là tật khúc xạ. Khi mà nói về tật khúc xạ thì chúng ta sẽ hiểu rằng là có 3 vấn đề, thứ nhất là cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị. Đây là những cái bệnh cũng khá là phổ biến bởi vì nó chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn ở trong dân số, đặc biệt là trẻ em. Tùy theo những cái nghiên cứu thì những cái tật khúc xạ nó có thể chiếm là từ 15-30 cho tới thậm chí là trên 50% trẻ em ở các cái trường học phổ thông. Tật khúc xạ nếu như mà chúng ta không có điều chỉnh, không được phát hiện, không được điều trị thì không những là nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bởi vì chúng ta không có cái thị lực rõ để sinh hoạt, làm việc hàng ngày. Ngoài ra thì khi mà những cái người mà bị tật khúc xạ nó không có đồng đều giữa hai mắt, hoặc là những người bị viễn thị, bị loạn thị nặng, nó có thể gây đến nhược thị, thậm chí là lé, nó gây ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ và cái chức năng thị giác của người bệnh. Như vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể phát hiện sớm cái người bị tật khúc xạ? Thứ nhất là những cái người bị cận thị, thì đối với những người cận thị thì người ta nhìn xa thì mờ, nhìn gần là rõ. Chính vì như vậy thường là khi mà người ta nhìn không rõ thì nhất là trẻ em thì các cháu nó hay có cái xu hướng hoặc khuynh hướng là đến gần cái vật thể. Ví dụ như là nó tiến gần đến tivi hoặc là nó đưa những cái sách, chữ viết cái thứ đến rất là gần mặt, cúi sát mặt xuống cái bàn viết. Ngoài ra là để nhìn cho nó rõ những cái vật ở xa, nếu mà không có chỉnh kính thì các cháu nó sẽ có cái xu hướng là nheo mắt, hoặc là những cháu nó nhỏ hơn thì nó không nhìn rõ, ra đó nó dụi mắt. Đối với trường hợp mà cận nặng hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái bất đồng khúc xạ thì chúng ta sẽ thấy là một số cháu nó sẽ bị lé dần dần. Và đấy là những cái biểu hiện rất là rõ ràng của người cận thị. Còn đối với cái người viễn thị thì nó ngược lại, nhìn xa thì người ta có thể nhìn rõ nhưng mà nhìn gần người ta khó khăn. Và trong những cái trường hợp như vậy thường là bệnh nhân sẽ phải điều tiết rất là nhiều, do đó là có hiện tượng bệnh nhân có thể bị mỏi mắt, bị nhức đầu, những cái người lớn tuổi thì có thể bị nó lâu dần nó thành một cái nếp nhăn ở trên trán, nhưng ta thấy có một cái nếp nhăn rất là rõ ở giữa cái hai cái đường chân mày. Và những cái người viễn thị thì thường là có xu hướng là đưa những cái sách vở, chữ viết, những cái vật đó ra xa hơn. Và viễn thị nếu mà trong trường hợp mà rất là nặng thì có thể nhìn xa cũng mờ và nhìn gần cũng mờ, và khi đó thì thậm chí bệnh nhân sẽ có một cái thị lực kém ở cả hai cái khoảng cách. Còn đối với những cái người loạn thị thì chủ yếu cái dấu hiệu của người ta bên cạnh cái việc là mờ thì có một số những cái bạn sẽ có một cái than phiền về cái việc là hình ảnh nó bị bóng đôi, hoặc là nó giống như là có một cái bóng ma ở bên cạnh, hoặc là hai hình. Thì tất cả những cái đó đấy là những cái dấu hiệu gọi là cơ bản thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn phân biệt chính xác hoặc là ghi một cái toa kính đúng cho bệnh nhân thì bắt buộc là chúng ta phải đo kính, đo cái tật khúc xạ cho bệnh nhân xem là bệnh nhân độ là bao nhiêu, tật khúc xạ loại gì và điều trị như thế nào. Xin cảm ơn, xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại. Cách nhận biết người bị tật khúc xạ. Đối với tật cận thị, bệnh nhân có xu hướng nhìn gần vật thể như mắt nhìn gần màn hình TV, cúi gằm mắt khi đọc sách, dụi và nheo mắt. Đối với tật viễn thị, bệnh nhân có biểu hiện mỏi mắt, nhức đầu, nhìn xa thấy rõ, nhìn gần rất khó khăn. Đối với người bị tật viễn thị nặng, nhìn vật xa cũng mờ, nhìn vật gần cũng mờ. Đối với tật loạn thị, bệnh nhân nhìn vật, hình ảnh bị bóng đôi.